Chào mừng mọi người quay trở lại kênh nha. Hôm nay mình đi ra xa này cả nha. Đã tiếp về đây. Thôi mới buổi xa mình quay xuống ở đây quay trời nên nó ra hoa rõ ràng rồi. Có cái này mới xem hoa cả nha. Đó, nó bằng càng rồi kìa. Sàn quá chừng luôn cả nhà ơi. À, xưa một buổi bự rồi. Anh em họ đào bây giờ nó còn dài nữa. Có cái này thì cũng đặt xem hoa luôn. Đang lú lú hoa không cả nha. Các bạn xem bự càng rồi đó. Càng này cũng rực rỡ luôn. Ua. Trái đã. Mấy anh em mà má ông bạn mình trèo bên kia, mình chung ở bên đây thử mình thấy cái bụi bông trang từ ở dưới biển mình nhìn lên mình thấy. Mình chung lên ngõ đây. Mình thấy cái bụi của nó như thế nè. Cộng còn nhỏ hơn cái tâm luôn á, bông đẹp ghê không? Ôi rồi dễ rồi. Bông chưa nở nha, bông còn nhỏ. Tiếp tục mình leo lên trên nữa. Ông bạn mình leo phía bên kia, mình đang ở dưới dốc. Dưới nó là biển hay nhà không? Đường trên này rất là hiểm trở nha. Phố này đi phải không kỹ sập chân á. Này đi. Có gì chưa? Có gì không? Không có gì ta? À, mình chung rồi. Ông bạn mình ông chung bên kia chưa thấy gì, mình lên thấy bụi mà không biết sao này. Không có anh em hỏi ba này cái này họ lấy góc bây giờ nứt lên này tốt luôn này. Có nhà hỏi giờ mình này họ lấy rồi nha, rửa nứt lên. Cái này mình nghĩ là cây rin này. Rin họ cũng banh rồi. Họ mới banh này cái đọt nó còn tư, mới heo héo à. Chỉ cái này cơ, khả năng mình chơi tàn tự nhiên được nha. Quay xuống biển đẹp luôn, mênh mông luôn. Đó, ông bạn cũng đang ngồi cái hòn đá đang cũng sát bờ biển luôn á. Không nhìn chỉ ra vậy thôi, chịu chịu khó dưới ra lên nha. Thôi cái vật nguy hiểm quá đó nha. Thấy nhát chân luôn nè. À nhà phải không? Thẳng đứng luôn. Mình quên nhìn bây giờ nhìn xuống cái mình thấy mình giật mình luôn. Thấy như mình nhìn ham cái cây hải châu này nè, không nhìn xuống đâu. Nhìn xuống thì thấy sợ luôn cả nha. Thôi mình đi lên đi. Đi lên nha. Không dám nói cái này đâu. Cái vực rơ quá. Đi lên thôi. Cái đó cái cây này có cái cần cũng thiệt đẹp luôn. Chạm lên đá luôn. Cậy còn cái nhánh nứt lên lại phải để cho nứt luôn. Một cái bông trăng rất là nhiều cộng cộng không à, kia bông nữa to chà bá luôn. Ủa, có cả trầm thiện nữa đó nha, trầm thiện hơi bị trật quá. Càng gơ hồn luôn. Ui. Cầm thấy nha. Hơi bị chật. Không thấy, chưa thấy gì. Là một bụi con càng trái nữa chứ. Không trái. Càng nhỏ và trái đẹp. Kinh khủng luôn. Có chút màu hót. Phải lên mấy bạn đào trên đây rồi. Ủa, thịt thị cái trái này cả nha. Rồi để mình quay ở dưới này. Đó. Trái to ghê. Nó bị rập hay sao, nó ít trái. Cái này chơi cũng được nha. Nói chung thớ cái này thì cho nó cũng được. Trái cũng gà gà đậm tị đầu quá bay bay gà nha. Coi người tàn lại được đó đi, thôi coi người cầm về gói trái là được rồi. Biết lấy được không đây, thấy được lấy cái này luôn. Thấy nó đưa mà nhìn kỹ lại thấy chưa,
có cái cũ đây nè, có cái cũ đây kìa, biết bao nhiêu ra đầm này, chắc chắn là mình sẽ quyết định lấy nó rồi nè cả nhà. Mình dọn ra này, tính thớt cái này cũng hay này, nó thấy nhìn không, nhìn vô trong cái dạng vàng đó đây, con hoa lét quá đẹp. Cái này thì cả trái chắc luôn rồi. Đá đó cả nhà, nó bị luộc hết lên trên đá. Thì mình rút bớt cái tàn nha, mình không có lấy ói, không lấy hết tàn đâu, rút bớt thôi. Cái này mình về mình chơi bonsai thì một cốt này, cốt qua chuyển qua gió lùa được, trực lùa luôn. Rễ non đó này, thôi con rễ non này mình mới ham lá vô không, mình nó khó sống vô cùng nha. Đó, mình dọn cũng hơi trống trống rồi cả nha, nhìn xương tàn này quá đẹp luôn. Lúc đầu tiên mình nhìn mình thấy nó, nhìn không kỹ mình thấy nó, mình nói nó xấu nha, nhưng mình nhìn kỹ lại thấy rất là đẹp rồi. Đó, mình vẫn còn đỡ cái bông tràn khủng bố bị con sâu ăn này, con sâu nó động cái chung kia rồi. Còn tràn khủng bố luôn, cái cộng như cái tâm nha trái này, trái cái roi này nó bị này, gió biển rồi nó quấn nó không có đậu nhiều nha, rụng hết lá mới nước lên lại. Đậu được cái hai trái là chắc ăn rồi. Giờ mình tiếp tục dọn nữa. Dọn này bây giờ kiếm cũng khó. Thẳng thẳng không, chứ không có cái đẹp được cái tàn như vậy đâu. Độ thẳng lên nó chỉ có 30 thôi. Từ cái cũ lên là khoảng 30 là nó có cái tàn bay rồi, nhìn kỹ lại rất là đẹp. Đó, bây giờ mình dọn trống, cả nhà mình thấy rõ ràng cái dàn xương tàn nó bò leo veo luôn nha. Mình nó bò tới trên dưa luôn. Xương tàn đẹp quê luôn. Cũ này, cũ khá bò. Mình kỹ đá thôi. Không có gì luôn em. Không. Để không có cây nào đào rồi á. Lá được cây trầm thị ra với cái đâu à. Quá lên lục cây trầm thị nó chạy đá sực sừ luôn đây. Được chưa? Chạy đá thấy giờ chưa? Chưa có cái nào luôn em. Chưa. Trời. Không. Sao bò 200 đi. Rảnh dữ không? Ồ, hai châu căng dữ không? Hai châu gì nữa, hết mẹ rồi. Kiếm căng ra. À lá ở còi mong mề. Đông người đi quá, xuống lấy cái coi trầm thị. Mây hồn đâu nằm người đây còn sót không, ở trong kia chắc cũng không còn tới lượt mình đâu. À. Nãy giờ đào này cả nhà, không. Chạy đá. Của ta. Đấy, gì cũng được mà nhìn cái tàn nó cũng hay. À cả nhà. À, nhờ thêm bạn nữa. Bạn đi không có. Chưa có chứ không phải là không có nha. Chuẩn bị có. Chuẩn bị có. Hình như cái coi này không có rơ chuột, ở bên có cái rơ chuột không hay sao bạn? Ừ. Có một cái rơ chuột không hay sao ạ? Để sáng xung quanh thì có rơ. Rơ của cái cây đây này. Cầm đường. Đây. À, cầm đường rừng. Cầm đường rồi trái đây. Có trái. Trái nhỏ ha. À, nó bự kìa, trái đấy. Bông phải trái rồi mà, trước này kìa, thiệt đẹp kìa. Có gì ghép được rửa bạn ra chuột em chơi một cái rửa đó chứ mới đâu giờ mình trúng coi đây khỏe mình sợ khó ai gì khỏe đâu. Mười lăm sáng luôn nha bạn. Sáng đứt luôn chứ đâu vậy. Sáng vô tư chứ sáng đứt không bẹt bén mà. Đèn bén gấu không? Đèn rồi. Mè thì mà mất rồi. Rỡ to không bạn? Cổ tay. Cổ tay vậy? Được cắt chưa? Nó cưa cưa rớt đầu gì đâu. Chắn gì cho mệt. Cho mình cưa cho. Rồi cưa. Đào trống ra cưa nhanh lắm.
nó biến chiều này cả nha. Chùa mình mong luôn. Bạn lục đạn lục kia nữa. Này coi cầm đường cá này bạn. Có gì đây cam này. To vậy là trái non mà nè. Nó phải lớn, phải lớn. Cỡ giờ nó mới chín này, chưa chín cái này chưa chín. To. Đó, cục cục cam đó. Cá thịt đẹp nè, đào về cho ghép luôn. Ho nữa thôi. Nghe nhiều gốc luôn đúng rồi. À, một gốc á, một gốc vậy đó đẹp lắm. Chị bắt đầu dịch tới dịch. Hả? Đó là cũng bự thôi. Ha. Đây bây giờ mình tới đó mình nha. Giờ cái hơi đặt trong trống tí thôi, cái này đỡ to quá. Nó đào vừa mà mấy cây nhà dầu vẫn đợi lên cả 50 triệu. 50 triệu em. Ừ. Khoai luôn vậy em. Ờ. Rồi. Giờ 150 rồi. Giờ 150 em. Mỗi nuôi năm quái này 150 dưới vậy. À. Đây cả nhà. Mời mơ đào hết đây. Không biết còn không? Còn rửa ở trong nào này, ở trong còn không cái rửa này. Xuống giật dưới giật mình đứng như dưới hố quay lên nào. Đào có khá nhiều đó. Còn cục đá nữa. Bạn lên mua cái đá giờ chơi. Đang đây cả nhà, còn cái rửa đâm trong đá, thiệt đập chứ. Thập thì cười vô mình cắt này, biết cắt được không đây? Chưa được hả? Chưa, vô trong đá đầu. Chưa rửa chuột đó chặt được chưa được nè. Không cái rửa chuột được rồi, còn cái rửa trong đá nữa. Không biết. À, hai thằng xách lên này cả nhà. Tàn nó cũng lùng lực nhưng mà nó ít rửa quá. Cái đất này đất không này. Chút đập nha. Đập bỏ luôn chứ không có xả bầu giác gì đó nhẹ. Đập cho nó được khỏi có rửa nào khỏi bức. Ừ đúng rồi. Còn rửa hạt số này nhiều chứ rửa nó có bao nhiêu đâu này. Trồng kỹ may nó sống còn sống còn thua chứ giờ sao. Ai còn rất non á, được ơi. Ừ. Sống thì chết. Chứ giờ cái bầu nó bở rầu. Nó nằm ở trong đó nè. Giác cho nhẹ đi còn xa lắm nha. Giác băng qua đường núi hơn 2 cây số nữa cho nên phải xả thôi. À đẹp ha. Ừ, cây này tàn đẹp không? Chù, đù cái này mình thằng nhà để lại đi. Mình xuống mình cắt bỏ từ trong khóc rồi để lấy ra thử rồi nó đánh tàn rơ ra nữa đẹp. Đúng không? Giờ hạ nó xuống làm tàn rau ăn cá nó đẹp rồi. À, hôm nay mình đi được một cây rồi, chắc là mình chắc cái này vô luôn rồi cả nhà. Mình thì xong cái cây rồi nha cả nhà, không đào nữa. À, chờ mấy bạn mình cũng đào lên. Rừng bước mình thấy rậm gưa. Rồi có gì chi tiết nha, nhưng mà cây bonsai không có. Bonsai nó nằm ở bờ biển này. Những cây ấy nó tàn nó nằm thì đã còn nằm rừng già không có đâu. Hải châu ở sâm núi vô trong đó nó bị mắc cặp nó chết trụi hết cả nhà không còn đâu. Ví dụ còn những cây dúi cái đồ hết dúi ngay nhà thấy toàn là dúi với mấy cái cây gì không à tùm trong cái tạp bạc ngàn luôn. Đây cả nhà bạn mày ông chột sao không lấy khó lấy sợ ông bỏ qua. Bây giờ mình là có cái rửa không? Chắc còn nghỉ kho sống này. Nãy kho này. Đó. Sợ kho sống. Ai làm gì tiếc rồi? Ai làm tiếc rồi? Nghe hả? Đúng, nãy giờ ông chọt đi đó lên được cũ
khá đẹp luôn con bạn á. Nhưng mà không biết coi chắc chắc quá nha, phải để dài tới đây là đẹp luôn này. Đồ ủa thế để thử cái cờ đây ra sao được. Cũ hay quá, ngồi tiễn nhất rồi cả nha. Giờ chờ là đi vô thôi. Đó, anh em nãy giờ ngồi đây luôn không đi nữa. Nói chung bây giờ cũng không còn thời gian đi nha. Con hơi muộn mà, ra đây khá xa. Ông là dễ. Ông không biết chung được trốn ổ, ông cắn hay chết luôn. Đảo miết mấy ra có ổ mà không biết chỗ nào đó bay đó. Bè nãy nghe đào vô kia chưa ta? Làm lỗi vậy. Không trốn ổ rồi, chơi chưa trốn ổ thôi, đâu xa đâu. Trốn ổ nó mới cắn. Không dùng ra thấy ít bạn. Thì mới ít ra sau. Đó, bạn xuống rồi nữa kìa, hay là anh em mình mà gì giờ? Anh em mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Rồi. Rồi nghe định mình bây giờ chút nha. Đó. Đây cả nhà. Đó, má em đi người có ông đang được coi ăn bạn. Đó. Đủ rồi. Đây nữa. Đây rồi. Đó anh em người coi vậy cả nhà. Đó, ông đây thì hình được thêm coi cho chùm rụm dưới coi gì nữa. Rồi được ba coi, còn lại hai anh em đây mỗi người mở coi. Đây coi xăm cái xăm bông coi đâu. Coi lại bông à. Xăm bông. Bông làm gì? Hả? Thì xăm bông thì trồng xăm bông với gì làm gì? Tưởng cái vô.